Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 2 tháng 11 năm 2023, thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm nhất ạ, và với giá cực kỳ là rẻ trong buổi tối ngày hôm nay cô chú anh chị nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng ạ. Do em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng và báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là hôm nay vừa về một cái lô hoàng thảo u lồi cập bến ạ. Hàng rất là tuyệt vời luôn. Hàng bắp rừng mà nhiều, gần như là nhiều thân tơ như hàng vườn luôn cô chú anh chị này, cắt tỉa rất là kỹ. Thời điểm dòng lan hoàng thảo u lồi là một trong những dòng lan có thể coi là đẹp nhất trong tất cả những cái dòng hoa lan. Nở hoa vào thời điểm Tết nên cô chú anh chị thấy rồi đấy ạ. Bây giờ hiện tại cây đang bắt đầu lên mầm gốc này. Thời điểm đẹp trong năm để cô chú anh chị vừa có thể chăm cây khi mà cây bắt đầu mới nhú mầm, và có thể thưởng thức một mùa hoa trọn vẹn nhất. Bởi vì những cây lan này bây giờ nó chưa có nhú nụ đâu cô chú anh chị ạ. Lá thì rụng hết rồi, mầm gốc đang lên nhưng mà lại chưa nhú nụ, nên là khi mà đóng gói vận chuyển là sẽ không có sợ bị ảnh hưởng đến nụ. Cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa trọn vẹn nhất cô chú anh chị ạ. Và những cây lan mà có thể chăm mầm từ khi nó mới bắt đầu nhú lên, với giá hôm nay chỉ có giá là 190.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. 190.000 cho 1 kg. Cái dòng lan hoàng thảo u lồi, hàng cắt tỉa đẹp và rất là nhiều thân tơ cô chú anh chị ạ. Đấy, cô chú anh chị nhìn cho em, những cái thân này thì đều là những cái thân tơ này. Em sẽ bán ngay từ 0,5 kg để cô chú anh chị có thể có một cái giò lan rất là tuyệt vời để mà thưởng thức hoa Tết ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có những cây lan hoàng thảo vẩy rồng này cô chú anh chị này. Hoàng thảo vẩy rồng, một cái dòng lan với những cái giả hành đỏ au. Đó. Đủ nắng đủ gió, hứa hẹn coi cho cô chú anh chị có thể cho một cái mùa hoa xuân với những chùm hoa rực rỡ và đẹp nhất đây cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp với những rễ hoàng thảo vẩy rồng này. Giá em bán là 120.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Hoặc ở đây cô chú anh chị mình cũng có thể chọn hàng theo rễ ở đây cho em. Cô chú anh chị muốn lấy rễ lớn thì em cũng có thể cân cho cô chú anh chị những rễ lớn. Đây, ở đây em đang có 3 rễ rất là to này cô chú anh chị này. Sang bên này đây là những cây dáng hương đuôi sóc, hàng đẹp mê mẩn luôn cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị có thể cùng em xem ạ. Những cây dáng hương đuôi sóc rất là tuyệt vời như này, là những cây lớn và rất là đẹp luôn. Dáng hương đuôi sóc thì em xin phép được bán với giá chỉ 120.000 cho 1 kg thôi. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg ạ. Với 0,3 thì cô chú anh chị mình có thể có ngay một cái giò lan rất là tuyệt vời, cô chú anh chị thưởng thức hoa. Còn ở đây thì cô chú anh chị mình cũng có thể sưu tầm những cây lan rất là đẹp như thế này. Những cây đuôi sóc to và rất là đẹp như vậy ạ. Ở đây thì em đang chia phần, cô chú anh chị kỹ càng có thể chọn theo hình ở đây cho em này. Cái phần này em đang gọi là phần số 1 này. Phần này có một cái rề nhá, có một rề rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Và kèm theo hai cây lớn. Phần này em xin phép được bán với giá là 70.000 này. Phần tiếp theo là phần số 2. Phần này có 4 cây to ạ. 4 cây to và rất là đẹp như vậy. Chỗ này cô chú anh chị về ghép là ra trọng lan quá xuất sắc luôn. Em bán hình này với giá 70.000. Sơn phần số 3 cũng là 4 cây rất là đẹp với giá 70.000. Đó, hoặc cô chú anh chị mua hàng cân này cho em cũng được này. Đó, cây nó có phần nhỏ hơn một chút xíu nhưng mà cũng rất là đẹp. Giá ở đây chỉ có 120.000/1 kg, em bán ngay từ 0,3 kg rồi. Và sang bên này đây thì em còn có duy nhất đây ạ. Dòng lan kim điệp nhựa hay còn gọi là cái dòng kim điệp thơm đây cô chú anh chị nhá. Cái dòng lan này thì hoa của nó cực kỳ là bền. Với cái độ bền phải tầm 2 cho đến 3 tháng ạ. 2 cho đến 3 tháng luôn. Hoa như những cái cảnh như những bông hoa nhựa mà sáp dày, rất là bền và cực kỳ là thơm nữa. Với dòng lan rất là độc đáo tuyệt vời như vậy. Rất là nhiều ưu điểm như vậy với dòng lan kim điệp nhựa này, em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Em cũng sẽ bán ngay từ 0,3 kg cô chú anh chị ạ. Với 0,3 tức là hơn 50.000 thôi. Cô chú anh chị mình có thể có những cái cây kim điệp nhựa bây giờ đã căng mướt hết như thế này rồi để chờ thưởng thức hoa hoa Tết hoa xuân đấy ạ. Và sang bên này thì em còn có duy nhất một phần hoàng thảo Điện Biên Đông này thôi. Đó, một cái dòng lan mà với những chùm hoa rực rỡ và hoa thì cũng rất là bền và thơm với những hoa màu vàng cực thơm. Lô này là nguyên hai rề luôn nhé cô chú anh chị nhé. Bình thường em bán 280, hôm nay có hai rề này em để giá 60.000 cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Và sang bên này đây thì em có một cái phần
Hôm nay thì dân đi về kèm được một cái ít địa lan Mạc Xuân hay còn gọi là Mạc Quân Tử đấy ạ. Cái dòng này bây giờ là đang ngậm nụ hết rồi cô chú anh chị này. Đó, đang bắt đầu mùa rễ mới. Cây thời điểm bây giờ trồng tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Em bán cái lô Mạc Xuân này với giá chỉ có bao nhiêu nhỉ? 40.000 đi cô chú anh chị này, 40.000 đi. Cô chú anh chị về được một cái chậu to huỳnh luôn nhé cô chú anh chị nhá. Dòng này thì cô chú anh chị về bắt mặt hoa có thể có những mặt hoa mà có cực kỳ là giá trị luôn đấy ạ. Và bên này đây ạ, cô chú anh chị cùng em ngắm. Đây là cái dòng lan đai châu Thái nhé cô chú anh chị nhá. Thời điểm vàng trong năm thì cô chú anh chị mình có thể ghép những cây đai châu Thái. Mùa này cây đang bắt đầu là cái mùa phát triển rễ mới đấy. Đó, cô chú anh chị mình yên tâm luôn và cây hàng đang bắt đầu là nhú nụ nhá cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Đang bắt đầu nhú nụ rất là xinh đẹp như thế này. Đây này, như cây này hai vòi nụ luôn cô chú anh chị ạ. Cái dòng châu Thái thì sẽ có rất là nhiều màu sắc cô chú anh chị ạ. Nhiều màu sắc và thời điểm vàng trong năm. Đây là hàng đai châu Thái mà đã được trồng thuần và bóc trụ của người Việt Nam. Cô chú anh chị mình rất là yên tâm luôn khi mà lấy những cây châu này về. Trồng đảm bảo là không xuống lá, cực khỏe cây bởi vì là nó đã phù hợp với thổ nhưỡng rồi. Mà đặc biệt là cây thì không có lỗi lá và rất là khỏe như thế này. Thì 1 kg dòng đai châu Thái này em chỉ bán với giá có 330.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. 330.000 trong 1 kg thôi ạ. Và em sẽ bán ngay từ và 1 kg có thể rơi khoảng tầm 4 cho đến 7 8 cây nhé chú anh chị nhé. Với số tiền hơn 300.000 thì cô chú anh chị có thể có ngay một cái tác phẩm đai châu rất là tuyệt vời. Thay vì cô chú anh chị mua những cái chậu lan thuần chậu một cây thậm chí một cây vài 300.000 đúng không ạ? Thì ở đây cô chú anh chị có thể mua ngay cho em những cây đai châu này hơn 300.000 để một cái tác phẩm tuyệt vời luôn ạ. Sang bên này đây thì đẹp, hoặc là cô chú anh chị em cũng có cái hàng lỗi lá cô chú anh chị ạ. Hàng lỗi lá này, hàng lỗi lá vẫn đủ nụ đủ hoa, cây vẫn đủ khỏe, cũng là hàng bóc trụ của miền Việt Nam cô chú anh chị ạ. Tuy nhiên là có lỗi lá này ấy, thì cái hàng lỗi lá này cũng đang có nụ rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đẹp như cây này hai nụ luôn, cây vẫn đảm bảo là khỏe đẹp như này. Thì hàng này em bán chỉ có giá là 220.000 trong 1 kg thôi. Thì tùy cô chú anh chị muốn lấy hàng đẹp hay là hàng có lỗi hay là hàng không lỗi thì cô chú anh chị có thể chọn đặt hàng nhé. Hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể chọn kỹ càng theo hình ở đây cho em. Ở đây thì em đã có hình này gọi là cái hình số 17 này, một cái cây đai châu nhưng có phần lỗi lá. Em bán cây này rất là to luôn. Với giá ở đây chỉ có giá là 100.000 thôi cô chú anh chị ạ. Tiếp theo là hình số 2, cây này thì gần như không có lỗi và đang có hai nụ to bự chảng luôn. Đó, to bự chảng luôn, một cây rất là đẹp. Hình này thì em xin phép được bán với giá là 130.000 cô chú anh chị ạ. Hai nụ rất là to luôn, cây này không biết là sẽ là màu sắc gì nhưng mà nụ xanh biếc như này. Không biết là màu gì, em nghĩ là khả năng màu trắng nhiều. Và sang phần tiếp theo sẽ là hình số 9, một cái lô châu Thái mà cây này, lô này 3 cây mà có phần hơi lỗi nên là có giá 120.000 cô chú anh chị ạ. Và sang hình tiếp theo là sẽ là hình số 20 này, 160.000 cho hình này 3 cây. 180.000 cho hình này 3 cây siêu đẹp luôn, hàng lá mít cực đẹp. Sang hình tiếp theo là hình số 21 này, 170.000. 3 cây đủ màu sắc luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, 3 cây châu Thái đủ màu sắc luôn. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 21 nhá, một cặp đôi mà có 2 cây bị lỗi nên là hình này em bán 120.000 thôi, 2 cây cực to cô chú anh chị ạ mà có lỗi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 23 là một cái phần châu 4 cây luôn, đẹp mộng mơ luôn cô chú anh chị ạ. 4 cây đẹp mộng mơ, giá là 200.000 ạ. Và sang bên này đây ạ, là cái hình số 24 này. Đó, hình 24, 3 cây. 3 cây như này cũng sẽ đủ màu sắc luôn cô chú anh chị ạ. Nhìn thân lá cô chú anh chị biết rồi. Giá tiền em đang bán 160.000. Và sang bên này đây sẽ là hình 25 này. Một cặp đôi 2 cây và có những cây 2 nụ luôn ạ. 100 có 120.000 thôi. Và một cặp đai châu mà đã trồng thuần sẵn ở trong chậu này cô chú anh chị. 2 nụ to đùng luôn. Cây này chậu này có 4 cây. À, chậu này có 2 cây chứ, một cây đang có 2 nụ to đùng. Nụ này tím tím lịm như này thì khả năng sẽ cũng không biết là cái mặt hoa gì. Em nghĩ là màu hoa đỏ sẽ nhiều. Cái chậu này thì em xin phép được bán với giá là 170.000 của chú anh chị nhé, cho cặp đai châu này. Còn bên này đây sẽ là cái hình số 21 này, hình 20 à. Hình 27 chứ. 27, một cây rất là to. Cái đem xin phép được bán với giá là 130.000 ạ. À, bên này đây sẽ là một cái dòng lan dáng hương quế tím. Những cây quế tím mà cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Cây vừa tầm ghép cực kỳ là đẹp luôn đấy cô chú anh chị. Ghép trụ hay trồng chậu là tuyệt vời luôn nhá. Cây hàng tuyển chọn lá xếp cực xinh như này. Giá em bán quế tím này là 140.000 trong 1 kg thôi. Em cũng sẽ bán ngay từ 0,3 kg cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Một cái nhánh quế nhỏ ở đây cô chú anh chị so với cái cây quế của em nó không có hề lớn hơn bao nhiêu đúng không ạ? Mà khi nó nở hoa cho những cái chùm hoa nó đẹp xuất sắc như thế này này. Cô chú anh chị chỉ cần sở hữu cho em 0,3 kg thôi, cô chú anh chị có ngay những cái giò lan quế tím rất là đẹp để mà thưởng thức hoa rồi. Cái dòng này thì hương cực thơm luôn đấy ạ. Và sang bên này đây thì em đang có một cái phần hoàng thảo hoàng lạp duy nhất, bán thanh lý xả này. Giả hành nú luôn nhưng mà hơi ít lá một chút, 30.000 cho lô này. Và bên này đây sẽ là 2 cái lô hoàng thảo hoàng nhạn này.
hai cái lô hoàng nhạn nhé cô chú anh chị nhé. Những cây hoàng nhạn này thì nói chung là không được đẹp lắm đó. Mỗi một lô như thế này thì hơn chục cây, chục cây gì đó. Em để giá là 40.000 cho một lô. Nói chung là cô chú anh chị mình yên tâm cho em. Những cây này cô chú anh chị về trồng 1-2 năm thôi sẽ trở thành những cây lan rất là đẹp. Bởi vì cây này chủ yếu mình lấy cây giống thôi. Sau này cô chú anh chị về trồng ạ, 1-2 năm là nó sẽ mọc lên những cái lá mới. Như nhà vườn người ta trồng ấy, người ta chỉ chọn những cây bé này thôi. Về nó sẽ thay lá rất là nhanh cô chú anh chị ạ. Nó sẽ mọc lên những cái lá mới. Và lá mới đó sẽ là những cái cây lá để cho mình chơi nhé cô chú anh chị nhé. Lô như vậy em bán 40.000 và em có 2 lô. Đó, 2 lô nhé cô chú anh chị nhé. Bán vừa tặng luôn đấy ạ. Và bên này đây sẽ là những cái giò thanh đạm Indo. Hàng đã trồng thuần sẵn trong chậu và cực kỳ là đẹp luôn. Thực sự thì cái dòng những cái giò thanh đạm Indo này có cô chú anh chị sở hữu nó trong vườn thì em nghĩ rằng là rất nhiều người cho rằng đó là một chân ái. Bởi vì cái dòng thanh đạm Indo này thì hoa vô cùng thơm, siêu thơm cô chú anh chị ạ. Với một cái giò thanh đạm Indo khủng to đẹp như thế này thì sau này có thể cô chú anh chị có thể sở hữu ngay một thác hoa vô cùng là tuyệt vời ạ. Đó, và dòng này thì đẻ cây, đẻ nhánh và hoa thì vô cùng sai luôn cô chú anh chị nhé. Mỗi một giả hành này nó có thể cho mình hai chùm hoa luôn. Là sau này khi mà những cái giò thanh đạm Indo này nở thì cô chú anh chị sẽ có một cái tác phẩm vô cùng là tuyệt vời để mà cô chú anh chị thưởng thức hoa. Và một cái chậu thanh đạm Indo như này hiện tại em đang để giá là 250.000 cho một cái giò thanh đạm Indo to, khổng lồ và cực kỳ là VIP đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Dám khẳng định cô chú anh chị rằng những giò như thế này nhiều nơi người ta sẽ không bán dưới 350.000. Thì ở đây em đang để giá cô chú anh chị là 250 cho một giò. Và đặc biệt là một cái lô hoàng thảo kèn. Một cái lô hoàng thảo kèn đẹp mà vô cùng siêu siêu rẻ đây cô chú anh chị. Những cái chậu hoàng thảo kèn mà thân dài miên man luôn ạ. Một cái chậu như hoàng thảo kèn như vậy rơi từ ít nhất là 4 thân tơ trở lên nhé cô chú anh chị nhé. Rơi từ ít nhất là 4 thân tơ trở lên. Hứa hẹn sẽ là những cái giò hoa Tết, hoa xuân vô cùng tuyệt vời. Thì một cái giò hoàng thảo kèn như vậy em bán chỉ có 90.000 thôi. Hàng này đã trồng thuần sẵn trong chậu bằng giá thể vỏ thông. Nên là cô chú anh chị mình dễ dàng về, rất là dễ dàng thay chậu cô chú anh chị nhé. Dễ dàng thay chậu cho vào những cái cô chú anh chị bóc cái túi nhựa này ra, vỏ nhựa này ra cho một cái chậu mới. Là cô chú anh chị có một cái giò lan kèn đẹp, một dòng lan kèn đẹp tím lịm đẹp để bà cô chú anh chị thưởng thức hoa xuân với những giò hoa nở căng và đẹp nhất rồi đây cô chú anh chị này. Đó, cái lô kèn em về rất là nhiều nên có thể chọn cho cô chú anh chị những cây chậu kèn đẹp nhất đi trước cô chú anh chị nhé. Và bên này đây sẽ là những cái chậu lan mặt trời Bangkok này. Cái dòng lan mà nở hoa quanh năm ạ, với sắc hoa vươn đỏ rực rỡ đúng như cái tên gọi của nó luôn, mặt trời Bangkok đây cô chú anh chị. Đó, sắc hoa rất là đỏ đậm và cực kỳ là thơm như thế này. Thì một cái chậu mặt trời Bangkok này rơi vào ít nhất là từ 2 cây nhé cô chú anh chị nhé. Cây mẹ cây con rơi vào ít nhất là 2 cây. Đây thì em đang thấy cái dòng này nó nở hoa quanh năm cô chú anh chị ạ. Nên là cô chú anh chị cũng không cần phải quan tâm là nó có đang nụ hay không. Đây em đang có một cái chậu này, đang có một cái chậu này thì hiện tại nó, nay em thấy có một cái chậu đang nụ ở đâu nhỉ. Đây này cô chú anh chị này, cây này, chậu như chậu này đang nhú nụ này. Nói chung là nó cứ lác đác, nó cứ nở hoa quanh năm thôi cô chú anh chị ạ. Mình thưởng thức hoa quanh năm nhé. Thì một cái chậu mặt trời Bangkok như vậy em xin phép bán chỉ có 130.000 cho một giò thôi. Đó, hoa thì cực bền mà lại nở hoa quanh năm rất là thơm nữa. Với sắc hoa độc đỏ rực rỡ rất là đáng sưu tầm ạ. Và bên này thì em có hai cái chậu ngọc nữ này, sum xuê. Với giá chỉ có 160.000 nhé cô chú anh chị nhé. Tiếp sau bên này đây sẽ là dòng lan hồ điệp lá biên, hay còn gọi rằng là giờ dòng lan hồ điệp lá phát tài đấy ạ. Một cái chậu hồ điệp lá biên như vậy thì sẽ rơi khoảng tầm 2 cái vòi bông trở lên nhé cô chú anh chị nhé. Rơi từ 2 vòi bông trở lên và cây thì rơi 3-4 cặp lá rất là đẹp như thế này cô chú anh chị ạ. Thì một cái chậu hồ điệp lá biên này em chỉ bán có 55.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Độ bền của hồ điệp lá biên phải tầm trên 2 tháng. Và những cây hồ điệp lá biên này thì người ta còn quan niệm rằng nó mang đến tài lộc và vận may. Rất là nhiều anh chị chơi lan với những cây hồ điệp lá biên này. Người ta có thể trồng ra những trụ mà có thể tạo ra những tác phẩm rất là đẹp luôn. Nói chung là tùy thẩm mỹ của từng người thôi cô chú anh chị ạ. Một chậu thôi cô chú anh chị cũng có thể trưng trong phòng khách là bàn làm việc rất là tuyệt vời rồi ạ. Với độ bền của hoa trên 2 tháng chỉ có giá 55.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Và bên này đây sẽ là những cái giò lan trầm tím rừng ạ. Những cái chậu trầm tím rừng hết cái lô này thì em nghĩ rằng là rất là khó để mà kiếm được những cây chậu trầm đẹp như thế này. Bởi vì đây là những cái lô trầm đầu tiên cô chú anh chị ạ. Là những cây trầm rừng mà cô chú anh chị nào chơi lan lâu thì chắc chắn là sẽ rất là thích những cái bông trầm rừng. Đã bởi vì là cái dòng trầm rừng này với những bông hoa cánh bầu tròn và rất là sắc nét và cực thơm đúng không ạ. Thân nó không dài như những cây trầm khác nhưng mà lại hoa lại rất là sai bông. Bền hoa mà lại có cái độ
có độ 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 đẹp riêng của nó, cô chú anh chị ạ, nhìn cái độ đẹp riêng của nó nhé, cô chú anh chị nhé. À, hoa rất là thơm, một cái chậu như thế này thân nú luôn, rơi từ ít nhất là 3 thân trở lên rất là đẹp ạ. Giá chỉ có 90.000 cho một giò thôi cô chú anh chị này. Đó, sau cái lô này đi thì em nghĩ rằng là sẽ không có cái hàng nó đẹp như thế này được đâu. Bởi vì cái lô đầu tiên về bao giờ cũng là những cái cây nó tuyển chọn nó được đẹp hơn ạ. Chắc chắn là không làm cô chú anh chị mình thất vọng luôn. Dễ dàng trưng trong phòng khách cái bàn làm việc khi mà nó nở hoa. Đấy, hàng thuần sẵn trong chậu như này rồi mà. Cô chú anh chị về để sang một cái chậu khác xinh đẹp đi ạ. À, chắc chắn cô chú anh chị có một cái chậu lan rất là tuyệt vời. Và tiếp sang bên này đây thì cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái dòng địa lan cọp đỏ của chú anh chị nhá. Độ bền của dòng cọp đỏ này phải tầm trên 2 tháng. À, với những cái bông hoa mảnh rẻ, vươn cao và rất là đẹp như thế này ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em một cái chậu lan nó khỏe như thế này, nên là khi mà nở hoa sẽ là những cái bông hoa nở căng và đẹp nhất nhá. Cây lan rất là khỏe luôn. Độ bền của hoa này sẽ phải tầm trên 2 tháng. Rất là tuyệt vời. Mùi hương thơm thì rất là nhẹ nhàng và quyến rũ luôn cô chú anh chị ạ. Đẹp mộng mơ luôn. Một cái giò lan, địa lan cọp đỏ này em bán với giá chỉ có 150.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Về cô chú anh chị thưởng thức hoa trong thời gian rất là dài. Và có một cây giống cực kỳ là khỏe luôn cô chú anh chị ạ. Rơi từ 4 năm cái cần hoa trở lên. Giá có 150.000 thôi ạ. Và hàng ở đây thì em cũng không còn có nhiều đâu cô chú anh chị nhé. Đó, với những cái bông hoa môi cong và cánh hoa mảnh rẻ thuần khiết rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu năm cánh trắng, chậu trầm trắng ạ. Những cây trầm trắng, một chậu như thế này rơi vào cũng phải từ 6 thân trở lên. Với những cái bông hoa trắng nõn nà và hương thơm thanh khiết tuyệt vời luôn từ những cây trầm trắng này đấy ạ. Em bán một cái chậu trầm trắng như vậy với giá chỉ 130.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có những cái chậu năm cánh trắng họng hồng. Cái dòng lan này cô chú anh chị nào mà đã từng chơi lan lâu thì em nghĩ rằng đã từng mua với mỗi một thân vài trăm nghìn đúng không ạ? À, đây là mặt bông của dòng trầm trắng này. Đó, một mặt bông đẹp như vậy thì không chơi, không thưởng thức hoa xuân, hoa Tết thì chơi loại gì đúng không ạ? Giá thì cực kỳ là bèo bọt luôn cô chú anh chị ạ. Đây thì em đang có cái hình này gọi là cái hình 46 này. Một cái chậu rơi vào ít nhất là rơi vào 5 thân ấy, với giá chỉ 110.000 thôi ạ. Chậu tiếp theo là 47, chậu này 2 thân ạ, căng mướt luôn, bây giờ cây đang bắt đầu xuống lá rồi. Giòn em bán với giá trị 80.000 và sang hình tiếp theo là hình 48 này. Chậu này 4 thân đẹp mộng mơ luôn ạ. 4 thân nhé, cô chú anh chị nhé, 3 thân rất là đẹp, thêm một thân ngắn hơn ạ. 110.000 và sang bên này đây sẽ là chậu 49 này. 110.000 ạ, 110.000 chậu này cũng 3 thân. Chậu bên này là sẽ là chậu 50 và chậu này là 4 thân ạ. Giá cũng 110.000. Và ở đây ạ, sẽ là những cái chậu trầm cổ hay người ta còn gọi là trầm than củi nhá, chú anh chị nhá. Những cái chậu trầm cổ này rơi từ ít nhất là 6 thân trở lên, dài từ 40 sen à, dài từ 5 60 sen trở lên cô chú anh chị ạ. Và riêng dòng trầm cổ này thì cô chú anh chị mình yên tâm là không có sợ sai hàng nhá. Thân này không có lẫn đi đâu được, cô chú anh chị để ý cho em, thân càng già thì nó sẽ chuyển dần sang cái màu xoắn đỏ rất là tuyệt vời luôn. Đó là cái đặc điểm của dòng lan trầm cổ đấy ạ. Dòng trầm cổ đấy ạ. Và một cái chậu trầm cổ như thế này rơi vậy nhất được từ 5 thân trở lên như này, em bán với giá chỉ 130.000 thôi. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng trầm cổ. Trước đây để mà sở hữu được một cái thân trầm cổ cũng là một cái điều rất là xa xỉ rồi. Với bông hoa cánh sáp bóng đỏ rực rỡ đẹp như thế này đấy ạ. 130.000 cho một chậu thôi. Ở đây ạ, tự dưng em còn lẫn một chậu duy nhất là cái chậu chớp Mỹ cô chú anh chị nhá. Với chậu chớp Mỹ rất là đẹp ạ. Chậu này rơi vào bao nhiêu 2 4 thân. Đó, bao nhiêu khách tìm không có mặt bông chớp Mỹ, hoa nở vào thời điểm Tết rất là đẹp luôn. Cánh hoa tím chớp rất là đẹp. Đạ, mặt bông chớp Mỹ đây này cô chú anh chị, rất là sai bông và cánh hoa tím chớp rất là đẹp vào chậu này đi ạ. 80.000 thôi cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị nào mà lấy được cái giò lan này thì đúng như là một cái phần quà tặng tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ, 80.000. Có cái thân dài nhất khoảng tầm 80-90 cm gì đó cô chú anh chị ạ. Cây thân căng rất là đẹp. Bên này đây sẽ là những cái chậu lan bên này sẽ là những cái chậu lan đây là những cái cây lan kiều lộc bắc ạ. Thân nào thân đấy căng mướt nú như này. Và một cái chậu kiều lộc bắc này xin phép được bán với giá là 140.000 cho một giò. À, sang bên này thì em có một cái cây quân tử duy nhất ạ. Cây quân tử bản lá rất là to này, thường em bán 7 năm. Cây này em để giá là 60.000 luôn cho cô chú anh chị. Những cái giò à đây em quên mất một cái dòng lan mà hoa vô cùng tuyệt vời đây, mệnh danh là nữ hoàng các loại lan đấy ạ.
Cái dòng lan cát lai a nhé cô chú anh chị nhé. Cây này thì đang bắt đầu chuẩn bị nở thôi mà đã thơm nức nở luôn rồi. Bông hoa đỏ thắm luôn cô chú anh chị ạ. Bông hoa đỏ thắm luôn, cây này chuẩn bị nở này. Đã mùi đã rất là thơm rồi cô chú anh chị ạ. Hàng này thì sẽ cho cô chú anh chị hoa quanh năm luôn. Cây quá đẹp cô chú anh chị này. Cây mẹ cây con, hàng thì đang có nụ như thế này. Chậu rất là sum suê. Chính vì vậy mà nó sẽ nở hoa quanh năm luôn. Như là cây này đang nụ này, thì cây sau là nụ lớn và sẽ có tiếp tục là những cây sau này sẽ bắt đầu là nhú nụ lên đấy cô chú anh chị. Và một cái chậu lan đẹp tuyệt vời như này, giá em bán chỉ có 90.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Một chậu cát ạ, trồng thuần sẵn trong chậu nhựa rất là xinh đẹp như thế này rồi. Về cô chú anh chị có muốn thay chậu thì thay, mà không để vậy thì cô chú anh chị cũng rất là dễ dàng trưng rồi. Đó, giá có 90.000 cho một giò cô chú anh chị ạ. Đây ạ, nụ này đang lớn thì bắt đầu lại có thêm những cái nụ mới bé bé ở đây nhú lên, sẽ cho mình hoa liên tục luôn cô chú anh chị ạ. Bên này đây sẽ là những cái giò dendro úc mắt đen này. Giò dendro úc mắt đen sum xuê luôn, đứng hết ngọn và thân căng mướt như này. Chậu hơn 20 thân, chục thân trong một giò cô chú anh chị ạ. Giá ở đây là 220.000 cho một chậu nhé. Chắc chắn là sẽ hứa hẹn cho một mùa hoa xuân vô cùng là tuyệt vời đấy ạ. Giò dendro úc mắt đen. À, một chậu gà duy nhất thôi cô chú anh chị, thân dài từ 27-80 cm trở lên ạ. Đảm bảo sẽ cho cô chú anh chị một tác phẩm gà tuyệt vời. 170.000, hàng này thì cô chú anh chị mua hàng cân về chắc có khi còn ghép và tự ghép vào có khi đắt hơn. Cái chậu này bắc ra phải tầm hơn 1 cân nhé cô chú anh chị nhé, gà tròn đấy ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có những cái chậu dáng hương tam bảo sắc ạ. Giò dáng hương tam bảo sắc này, xinh đẹp luôn ạ. Hàng là xếp thẳng tắp này, 120.000 cho chậu này nhé. Vậy là chậu số 1, chậu số 2 60.000 cô chú anh chị ạ, và chậu số 3 cũng 60.000 ạ. Trầm rồng đỏ đây cô chú anh chị ơi, hôm nay em sẽ có những cái giò trầm rồng đỏ siêu rẻ cho cô chú anh chị mình ạ. Chậu này em gọi là cái chậu trầm rồng đỏ số 51. Trước đây chắc là cô chú anh chị một cái mặt bông mà đỏ rực rỡ rất là phù hợp để chơi những ngày Tết đến xuân về đấy ạ. Trầm rồng đỏ cái giò này em gọi là cái giò số 51 cô chú anh chị nhá. 3 thân ạ, 3 thân như thế này. Đó, căng mướt xinh như vậy ạ. Giò này xin phép bán chỉ có giá 80.000 thôi cô chú anh chị ạ. Rẻ chưa ạ? 80.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Bằng vài hai cái bát phở thôi ạ. Chậu tiếp theo 52 cũng 80.000 luôn. Chậu 53 này cô chú anh chị này, một cái dàn mầm gốc lên nữa, 80.000 luôn, rất nhiều thân ạ. Bán bằng tặng luôn cô chú anh chị nhé. Chậu tiếp theo là 54, 100.000 cô chú anh chị ạ. Thân nào thân đấy, căng mướt nú luôn. Chậu số 55 ạ. 100.000 luôn cô chú anh chị nhé. Chậu này thì lẫn cả trầm rồng đỏ và trầm cổ luôn ạ. Và chậu số 56 em cũng để giá 100.000 luôn ạ. Và chậu 57 này, 57 cũng để giá 100.000 luôn cô chú anh chị ạ. Đó, cô chú anh chị thích chọn cái chậu nào thì chọn bán nhé. Chậu chọn nhé, rẻ bèo luôn. Chậu này em cũng để giá có 90.000 cô chú anh chị này. Chậu tiếp theo đây là 58, 90.000. Đây là em có hai cái chậu kiếm. Đây là hàng Phan Trí gieo hạt nhé. Nên là thân cực đẹp luôn. Cái dòng này thì có thể không sổ hoa như cây mẹ, nhưng mà đảm bảo cô chú anh chị rằng cần hoa rất là dài và thơm nhé cô chú anh chị. Đó, cái dòng 53 này này, cái chậu 53 này em xin phép bán 110.000. Và 50, à đây là chậu 59 chứ, 110.000. Và 60 cũng 110.000. Và 61 cũng là 110.000 ạ. À, 100.000 thôi. Hạc vĩ thiên cung lữ bố chắc chắn sau này nó nở hoa, không làm cô chú anh chị mình thất vọng. Với những thân bé nhỏ nhưng mặt hoa vô cùng là to đẹp, thân nào thân đấy căng mướt luôn cô chú anh chị. Nhìn cái mặt bông của nó giúp em đi ạ. Đảm bảo cô chú anh chị chuẩn mặt bông tuyệt vời như thế này cô chú anh chị nhé. Và giá ở đây ạ, 100.000 cho một giò. 100.000 một giò thôi. Hạc vĩ thiên cung lữ bố, trước đây mỗi một thân như này hơn 100.000, thì bây giờ cả một giò xinh đẹp như thế này. Đó, cô chú anh chị mà ghép lại hai giò giúp em đi ạ. Có một cái giò lan quá tuyệt vời cô chú anh chị, thưởng thức hoa cô chú anh chị nhé. Nhìn cây bé nhỏ như này thôi nhưng mà khi mà nó nở hoa từ gốc đến ngọn luôn, với bông hoa to và rực rỡ như thế này đấy ạ. Bên này đây ạ, em đang còn có vài cái hình quế trắng tháng 8. Dòng lan quế lan hương của vùng Trường Sơn, với những cái bông hoa quế trắng tuyệt vời, đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Chỉ cần một nhánh quế nhỏ thôi là cô chú anh chị mình có một mùa tháng 8 tuyệt vời rồi đấy ạ. Thì ở đây em đang có cái hình quế này, gọi là hình quế số 1 ạ. Hình quế số 1, hình này có tổng tất cả là 6 cây quế nhé cô chú anh chị nhé. 6 cây quế, hàng lá xếp xinh đẹp như thế này đấy ạ. Những cây ngắn ngắn thôi nhưng mà cô chú anh chị thấy là rất là nhiều cây vừa rồi đã cho mình những cái chùm hoa rất là đẹp rồi. Hình này với giá chỉ có 150.000 thôi cô chú anh chị nhé, có hẳn 6 cây luôn ạ. Tiếp theo là hình số 2. Cái hình này thì em cũng có 5 cây quế lá xếp này cô chú anh chị này, cũng với giá chỉ có 150.000. và hình số 3 là 5 cây ạ. Với giá cũng chỉ có 150.000 thôi ạ. À 150.000 luôn đi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4. Cái lô này thì có rất nhiều cây luôn, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7 cây cô chú anh chị ạ, 160.000. Và sang bên này đây sẽ là những hình kiều dẹt. Nói chung là dòng kiều dẹt ấy thì người ta ví nó như là cái dòng lan nữ hoàng của dòng kiều.
trong những dòng kiều gọi là đẹp nhất trong tất cả những dòng kiều nhá, cô chú anh chị nhá. Với số tiền rất là nhỏ thôi để cô chú anh chị có ngay một cái loại lan cây kiều rất là đẹp này, cái hình kiều này. Cây kiều bây giờ cái tầm mùa này này, dòng kiều dẹt mùa này này, thân căng hết cỡ như thế này rồi cô chú anh chị nhá. Về cô chú anh chị chỉ việc chờ mùa hoa xuân cũng như là chờ mùa mầm mới thôi là yên tâm cho em luôn ạ. Cái hình này em gọi là cái hình số 13, em hình số 13 nhé, em xin phép đi ngược một chút xíu này, hình 13. Xin phép em bán cả lô như vậy có 120.000 cô chú anh chị ạ, về làm cái giò dày giò mà dày dặn luôn nhé cô chú anh chị nhá. Hình 13 ạ. Bên này đây sẽ là cái hình số 14 này. Hình số 14. Em cũng bán với giá 130.000, quá đẹp luôn cô chú anh chị ạ, 130.000, thân cứng cáp rất là tuyệt vời. Và sang hình số 12 ạ, em đi ngược một chút xíu cô chú anh chị nhá. Rẻ sập sàn cho cô chú anh chị mình luôn. Hình 12 rất là đẹp như này có 120.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 11 ạ. Hình 11 cả một lô rất nhiều như này có 130.000 nhá cô chú anh chị nhá. Và sang hình số 10. Hình số 10 đây đẹp mộng mơ cho cô chú anh chị. Có 110.000 thôi cô chú anh chị ạ. Đó. Cái lô kiều cây kiều dẹt này, cô chú anh chị để ý cho em, nó thân lá nó rất là lá nó rất là mỏng nên là khi mà vận chuyển đóng gói rất là dễ bị vàng lá cô chú anh chị nhá. Tuy nhiên cái thân nó khỏe và nó đẹp như thế này thì cô chú anh chị mình yên tâm cho em luôn. Đằng nào thì nó cũng rụng hết lá thôi ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9 này. Hình số 9 này em xin phép được bán với giá là 140.000 nhá cô chú anh chị nhá. Rẻ sập sàn luôn cô cho cô chú anh chị mình. Và sang hình số 8. 110.000 luôn cô chú anh chị ạ. Đó, cô chú anh chị đừng để ý những cái lá này làm gì, cái thân quan trọng cái thân nó khỏe thôi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 17 này. Này hình số 7 chứ cô chú anh chị. Hình số 7 này em xin phép được bán với giá là 140.000 nhá cô chú anh chị nhá. Cả một lô rất nhiều. Và sang hình tiếp theo hình số 6, 100.000 luôn cô chú anh chị này. 100.000 luôn. Và hình số 5 này em cũng để giá cho cô chú anh chị là 140.000 luôn ạ. Đó. Rẻ sập sàn luôn cho cô chú anh chị mình. Hôm nay bán giảm cái hàng kiều dẹt cô chú anh chị nhá, không phải lúc nào cũng có đâu ạ. Cái hình tiếp theo là hình 15. Cây đẹp mộng mơ luôn, cái hình 15 này với giá là 130.000 ạ. Và sang bên này sẽ là hình 16 này. Hình 16 em xin phép được bán cũng với giá chỉ có 140.000 thôi. Đó, cô chú anh chị xem và lựa chọn cho em những hình kiều rất là tuyệt vời như này. Bên này đây sẽ là những giò giáng hương cẩm báo này, giò cẩm báo thơm ngay từ thân lá. Cái chậu này dễ mọc chi chít tua tủa rất là khỏe này, chậu này em gọi là chậu số 35, 100.000 thôi. Chậu 36 này cô chú anh chị này. Hoa thì rất là thơm và độc đáo, bền hoa vô cùng luôn. Chậu này em bán có 110.000 ạ. Chậu số 33 với giá 110.000. Và cô chú anh chị cùng xem những cái chậu hài trần liên, không phải lúc nào cũng gặp đâu cô chú anh chị nhá. Trên rừng gần như tuyệt chủng rồi, em cũng còn có vài chậu này thôi. Đó, riêng những cái chậu này thì em đảm bảo cô chú anh chị rằng thậm chí còn rẻ hơn cả cô chú anh chị mua hàng rời. Nhiều nơi chắc chắn người ta không bán dưới 250.000, còn ở đây bên em đang bao nhiêu ạ? 32. 170.000 thôi cô chú anh chị nhá. Dám khẳng định cô chú anh chị không mua nơi đâu được cái chậu kiều, chậu hài trần liên mà đẹp mà nó rẻ dưới 250 như thế này. 200 dậu này nơi khác người ta không bao giờ bán dưới 250 luôn cô chú anh chị ạ. Chậu này em để giá có 170.000 này. Đó, quá là rẻ luôn cho một cái lan rất là kìa, một cái dòng lan hài mà rất là đáng sưu tầm. 31 180.000. 32 170.000. 33 180 ạ. Rất là nhiều cây cô chú anh chị nhé, cực khỏe đẹp luôn. Và 30 hình tiếp theo là hình 30. Hình này là hình 33, hình 32, hình 31 108. Hình 30 là 170. Và hình số 29. Hình 29 là 180. Và hình số 28 là 170 ạ. Bên này đây sẽ là một cái giò kiều vàng nguyên bản mà phải nói là vô cùng là xinh đẹp đây cô chú anh chị. Một cái giò kiều rất là tuyệt vời như thế này. Đó, nhìn lá không cũng mê đúng không ạ? Cái giò kiều này xin phép bán 170.000 cô chú anh chị nhá. Gọi là hình 36 đấy ạ, hình 37 là một giò cáo nguyên bản này. Đó, khá là nhiều cây như này. Giò cáo này em xin phép được bán với giá là 200.000 nhá cô chú anh chị nhá. Và hình tiếp theo là hình 38, em xin phép bán 150.000 thôi cho giò cáo này. Vừa rồi đã cho cần hoa dài tít tắp luôn. Bên này sẽ là chậu cáo thuần của nhà em đây. Đó, cây lá xếp mà rất đầy tiềm năng. Hàng lá xếp thẳng tắp đẹp như này. Chậu này em xin phép bán 250.000. Và chậu 39 đấy ạ. Chậu 40, 120.000. Chậu số 41, 240.000. Xum xuê và cây lá xếp thẳng tắp luôn. Và chậu 42,
230.000 cô chú anh chị ạ. 230.000. Và chậu 43 cây quá đẹp luôn cô chú anh chị. Ngắm thân thôi cũng đủ xinh ạ. Chậu này xin phép bán 230 nhá. Và chậu số 44 ạ, 200.000 ạ. Và chậu 45 này. Chậu 45. Cây già dặn và cứng cáp đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Chậu này chắc chắn là 4 cây sẽ cả 4 đều cho hoa. Cái này em bán 240.000 cô chú anh chị nhá, 45 ạ. Mật ong khoái đảm bảo cô chú anh chị siêu chất lượng và đảm bảo thơm ngon. Đến giọt cuối cùng luôn, mở ra là thơm nức ạ. Đó. Vàng sánh và trong vắt tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị này, mật ong khoái. Cái dòng mật ong mà chỉ có ở trên rừng thôi cô chú anh chị nhá, mà chứa rất là nhiều vitamin cũng như là khoáng chất, cũng như là rất là nhiều, chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng, chứa nhiều kháng sinh tuyệt vời đối với lại rất là nhiều tác dụng đấy ạ. Mật ong này thì cô chú anh chị mang về làm quà tặng quà biếu thì không gì tuyệt vời hơn cô chú anh chị này. Hàng này thì em mua trực tiếp với người dân đi rừng nên là đảm bảo cô chú anh chị là chất lượng tuyệt hảo, thơm ngon đến giọt cuối cùng cho cô chú anh chị mình. Không phải lúc nào cũng có được cái lô mật ong ngon như này đâu ạ. Em bán 200.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhá. 200.000 thôi ạ. Và bên này đây sẽ là chè dây cô chú anh chị. Cho cô chú anh chị nào đang cần tìm đến chè dây ạ, đừng bỏ qua cô chú anh chị nhá. Chè dây này thì tự tay gia đình em chọn nguyên liệu đến cái sao và làm đấy ạ. Và đảm bảo rất là sạch sẽ, an toàn vệ sinh. Một túi như vậy là 1 kg em bán 100.000 nhá. Sang bên này đây sẽ là những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn. Đồng giá 20.000 trong 1 kg và riêu rừng là 50.000 trong 1 kg. Duy xanh thì em bán 50.000 cho một ống đấy. Duy xanh 50.000 cho một ống. Atonic 12.000 cho một gói nhá. Super thai không muốn tăng trưởng 50.000 cho một lọ. Dưỡng chất AB 85.000. Và Cùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp ạ. B1 Thái 40.000 cho một lọ nhé. Liền da Mỹ Tiến 40.000, liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ. Và ba loại phân bón thông minh ta chậm có kiểm soát đồng giá 30.000. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Kim Kim Bun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi ạ. Và phân dê chiều dài 20 cm với giá chỉ 4.000 thôi. Và phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 túi trong một túi 1 kg. Một cái sản phẩm mà 10 người lấy phải 11 người khen cô chú ý chạm. Một cái sản phẩm phải nói hoàn hảo. Bởi ngoài phân trâu thì còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa, nên là cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu, hạn chế nấm bệnh tuyệt vời. Đó. Hạn chế nấm bệnh tuyệt vời mà cung cấp rất là nhiều dưỡng chất cho, cung cấp rất là nhiều dưỡng chất để cây phát triển tuyệt vời tối ưu nhất cô chú anh chị nhé. Bên này thì em vẫn có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt. Lọ như vậy em bán với giá là 40.000 cho một lọ nhé cô chú anh chị. Hoàn toàn chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên và có thể đem lại những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn này, làm sạch không khí. Ngoài ra rất là nhiều những tác dụng khác nữa ạ. Từ những cánh hoa hồi, cô chú anh chị biết rồi, người ta có thể tạo cho vào món ăn, tạo độ ngọt đúng không ạ? Và rất là tốt đối với sức khỏe nữa. Và những cánh hoa hồi này nó cũng đem lại rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời, và đặc biệt là cái mùi hương của nó có thể làm cho cô chú anh chị có ngay cái cảm giác thư giãn vô cùng. Cô chú anh chị thử một lần đi ạ, một lần để thưởng thức cái mùi hương tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng để cảm nhận cái sự thư giãn và cái cảm giác dễ chịu tuyệt vời mà những cái giọt tinh dầu hồi này đem lại cho chính chị nhé. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng mà hôm nay bên em đang có đấy ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ.